Mẹ quay ông tiếp nhá. Quay mặt ra đây. Và lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2009 và đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham gia 26 trên tổng số là 28 môn thi đấu tại SEA Games 25. Hát đi, hát một bài đi để mẹ quay. Đoàn thể thao Việt Nam chúng ta hát một bài lớn cho con. Hát một bài đi. Và như vậy, chúc mừng cho bạn Phương, bạn đã ghi được 1-0, bạn đã trả lời được đúng ở câu đầu tiên. Cho xem bạn chó.